có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Sydney, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối bởi công ty Sydney Tissue và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone 0478 807 907. Lily và Vinh Nhung rất vui khi trở lại với quý vị trong chương trình Điểm báo Úc Châu ngày hôm nay, thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2024. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nóng nhất trên báo chí Úc Châu ngày hôm nay đó là cuộc biểu tình ở Melbourne để phản đối cái triển lãm quốc phòng quốc tế do lực lượng lục quân 2 năm tổ chức một lần diễn ra tại đây. Sự kiện này thì kéo dài 3 ngày, thu hút hàng trăm công ty quốc phòng và vũ khí từ khắp nơi trên thế giới và đóng vai trò như hội chợ thương mại cho ngành công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, nhiều người đã tham gia biểu tình cái hội chợ này vì cho rằng là các loại vũ khí trưng bày ở đó có thể cũng đang được các công ty là bán cho Israel để thực hiện cuộc chiến tranh hiện nay ở dải Gaza. Và hôm nay cuộc biểu tình đã bước sang ngày thứ hai, tuy nhiên quy mô cũng đã giảm hơn rất nhiều khi chỉ còn khoảng 1.500 người tham gia. Vào sáng ngày hôm nay thứ năm thì cảnh sát cũng đã mở rộng cái khu vực cấm bên ngoài hội chợ, đặt các cái trụ chắn chứa nước ở phần phía bắc của cầu Spencer nối với khu vực CBD. Và do bị chặn vào hội chợ như vậy nên những người biểu tình thay vào đó cũng đã diễu hành xuống phố Flinders ở CBD và hô vang các khẩu hiệu, đồng thời cũng dương cao các biểu ngữ kêu gọi là cấm xuất khẩu vũ khí. Và trong ngày hôm qua thì cuộc tuần hành với sự tham gia của khoảng 25.000 người đã biến thành bạo động, khiến cho 27 cảnh sát bị thương và lực lượng cảnh sát đổi lại cũng đã bắt giữ là 42 người. Và đây là cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra ở thành phố Melbourne trong vòng 24 năm vừa qua, khiến cho chính phủ Victoria cũng đã phải triển khai tới 1.000 cảnh sát huy động trên khắp tiểu bang Victoria cũng như cả tiểu bang New South Wales. Trong khi đó thì sinh hoạt chính trị ở cấp liên bang có một sự kiện đáng chú ý là Đảng Xanh hôm nay thông báo là sẽ trình dự luật ra Quốc hội để kiểm soát giá cả vào tuần tới, có thể khiến cho các siêu thị và các tổ đoàn bán lẻ khác có thể bị phạt tới 50 triệu đô la nếu mà bị phát hiện là tự ý tăng giá các cái sản phẩm. Dự luật này cũng sẽ cho phép là Ủy hội Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu thụ ACCC là nộp đơn xin lệnh tòa án để phạt các cái tập đoàn bán lẻ đó nếu mà thấy họ đầu cơ giá cả bất hợp pháp. ACCC cũng được tăng quyền hạn để có thể buộc các tập đoàn phải hạ giá bán lẻ cho người tiêu dùng. Vâng, thưa quý vị, còn trong lĩnh vực nhân dụng thì nhân viên giữ trẻ có thể sẽ được tăng lương 15%. Thông tin từ news.com.au cho biết là chính phủ lao động đang thực hiện những bước đầu tiên để tăng lương 15% cho nhân viên giữ trẻ. Và nếu thành công thì một số nhân viên được trả lương thấp nhất của Úc có thể nhận được mức lương tăng là 15%, tổng cộng là 258 đô la vào tháng 12 năm 2025. News.com.au cho biết là dự luật này đã được trình lên Quốc hội vào hôm nay thứ Năm và nếu thông qua thì sẽ được thực hiện trong 2 năm với mức tăng là 10% từ tháng 12 năm nay 2024 và sau đó sẽ tăng thêm 5% từ tháng 12 năm 2025. Điều này có nghĩa là các giáo viên mầm non sẽ được tăng thêm 103 đô la một tuần từ tháng 12 năm 2024. Sau đó mức lương sẽ tiếp tục được tăng thêm 155 đô la một tuần từ tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, để tiếp cận được nguồn tài trợ này thì các cơ sở chăm sóc trẻ em cần phải chứng minh là họ không được tăng phí giữ trẻ quá 4,4% trong 12 tháng kể từ ngày 8 tháng 8 vừa qua. Đảng Lao động đã gọi dự luật này là chiến thắng cho một trong những ngành được trả lương thấp nhất tại Úc mà thành phần thường bị thiệt thòi là phụ nữ. Bộ trưởng Giáo dục Mầm non Anne Ali cho biết là lực lượng lao động phụ nữ đã bị bỏ bê và coi thường trong thời gian quá lâu. Cũng theo bài Ali thì việc giáo dục và chăm sóc trẻ em mầm non là vô cùng quan trọng, do đó chính phủ và các cơ sở giữ trẻ
cần phải hợp tác để thu hút và giữ chân người lao động, để cho các gia đình, đặc biệt là các bà mẹ có thể an tâm để làm việc. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare cho biết là mức tăng lương 15% này sẽ có lợi cho người lao động, trong khi mức trần học phí 4,4% cũng sẽ giúp giảm hạ chi tiêu của các hộ gia đình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực tài chính thì phát biểu trên đài ABC vào sáng ngày hôm nay thì ông Benny Fraser, là ông cũng là từng giữ chức thống đốc của ngân hàng chữ kim RBA trong cái thời kỳ đại suy thoái những năm 1990, thì đã đưa ra một cái số nhận định về cái cuộc khẩu chiến hiện nay giữa chính phủ lao động với lên ngân hàng chữ kim RBA, đổ lỗi cho nhau về việc mà gây ra cái tình trạng trì trệ kinh tế của Úc hiện nay. Mặc dù ông từng là người lãnh đạo của RBA, nhưng mà ông đồng ý với Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho rằng là Hội đồng Quản trị RBA hiện tại là đang phá hủy nền kinh tế bằng việc là cứ giữ cái mức lãi suất cao như hiện nay. Ông Fraser cũng kêu gọi RBA hiện nay thì do Thống đốc Marcel Bullock lãnh đạo là cần bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, cựu thống đốc cũng chỉ trích gay gắt các kế hoạch cải tổ ngân hàng chữ kim của chính phủ liên bang nhằm chia hội đồng quản trị RBA thành hai nhóm. Một nhóm là tập trung vào các cái hoạt động thương mại điều hành hàng ngày của ngân hàng. Một nhóm thì chuyên về các cái quyết định đưa ra lãi suất trong các cuộc họp hàng tháng. Và cựu thống đốc Benny Fraser cũng cho rằng là RBA vừa qua loan báo chưa thể sớm hạ giảm lãi suất trong năm nay là một sự tính toán sai lầm của Hội đồng Quản trị RBA hiện thời. Theo ông thì ban quản trị hiện tại của RBA dường như đang quá chú trọng vào mức là kiềm chế lạm phát mà không tính đến những cái điều khác cũng đang ảnh hưởng rất nhiều đến sự tăng trưởng kinh tế của Úc Châu mà cũng cần được các chuyên gia tính đến khi đưa ra quyết định tăng hay là hạ giảm lãi suất. Ông cho rằng Hội đồng Quản trị RBA hiện nay quá cứng rắn về lạm phát khi mà đe dọa sẽ giữ lãi suất cao, thậm chí còn có thể sẽ gia tăng lãi suất hơn nữa. Nhưng mà những cái biện pháp như vậy nhìn chung sẽ không có tác dụng gì, tức là giúp hạ giảm lạm phát. Đổi lại thì ông cho rằng điều đó sẽ càng làm trầm trọng thêm các cái vấn đề khó khăn trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày mà cư dân Úc đang phải đối diện. Và đồng thời cũng dẫn đến khả năng là kinh tế có thể suy thoái và qua đó cũng dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao. Mà tỷ lệ thất nghiệp cao có nghĩa là người dân sẽ mất nhiều thu nhập, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Vâng thưa quý vị, còn trong lĩnh vực giáo dục thì chính phủ Úc chi tiêu nhiều tiền hơn cho các trường tư thục so với các quốc gia trong tổ chức OECD. Chi tiêu của chính phủ Úc cho các trường tư thục cao hơn đáng kể so với các quốc gia phát triển khác. Theo báo cáo của Trung tâm Giáo dục có tên gọi là Education at a Glance của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Trong báo cáo này, thì OECD đã phát hiện ra chi tiêu hàng năm của chính phủ Úc cho mỗi học sinh tại các trường tư thục là khoảng 13.700 đô la, cao hơn gần 10% so với mức trung bình của OECD là 11.800 đô la. Trong khi đó, thì ngân sách của chính phủ cho hệ thống giáo dục tiểu học công lập là 17.360 đô la cho mỗi học sinh mỗi năm, thấp hơn một chút so với mức trung bình là 17.875 đô la của các thành viên OECD. Báo cáo vừa được công bố cũng cho thấy là nước Úc có mức chi tiêu cao nhất cho các tổ chức giáo dục tư thục trong OECD ở mức là 0,7% của chỉ số phát triển kinh tế GDP. Con số này cao gấp đôi mức trung bình của OECD là 0,3% của GDP dành cho các trường tư thục. Liên đoàn Giáo dục Úc đại diện cho các giáo viên trường công cho biết là báo cáo này của OECD đã phơi bày sự phân chia về tài trợ trong các hệ thống giáo dục của Úc. Và theo Liên đoàn Giáo dục thì đây là một điều bất công và chính phủ cần phải có biện pháp giải quyết khẩn cấp. Chủ tịch Liên đoàn Giáo dục bà Corina Haythorpe cho biết chính phủ liên đảng tiền nhiệm từ năm 2013 cho đến năm 2022 cần phải chịu trách nhiệm vì không thực hiện đầy đủ các cải cách tài trợ trường học theo đánh giá có tên gọi là Gonski, mang tính bước ngoặt hồi năm 2010. Ngoài ra thì nghiên cứu của OECD cũng phát hiện ra rằng học sinh bản địa của Úc có thành tích học tập tệ nhất khi so sánh với học sinh bản địa Canada, Mexico, New Zealand và Hoa Kỳ, với khoảng cách là 31% giữa học sinh bản địa và các học sinh đến từ các gia đình không phải là người thổ dân. Vâng thưa quý vị và các bạn, hôm nay 12 tháng 10 ở khu vực Dulwich của nội thành phía tây của Sydney diễn ra một cái phiên bán đấu giá nhà hết sức đặc biệt. Đó chính là ngôi nhà 3 phòng ngủ của đương kim thủ tướng Anthony Albanese với giá khởi điểm là 1 triệu
900.000 đô la. Đây là một trong những phiên đấu giá được mong chờ nhất trong cái mùa xuân năm nay trên thị trường nhà ở của Úc. Không chỉ bởi nó thuộc sở hữu của Thủ tướng thứ 31 của Úc Châu, hay bất động sản này là biểu tượng cho sự thăng tiến của ông không chỉ là lên chức vụ cao nhất trong chính phủ Úc, mà còn là biểu tượng từ nghèo khó khi ông phải sống thời thơ ấu trong các căn nhà ở xã hội cho đến khi mà ông sở hữu được rất nhiều bất động sản. Ngoài ra, ngôi nhà này còn nổi tiếng nhờ một cơn lốc truyền thông nổ ra vào tháng 5 năm nay, sau khi người thuê nhà trước đây vốn được hưởng giá ưu đãi từ Thủ tướng đã lên báo phàn nàn về việc ông phải chuyển đi để Thủ tướng bán nhà. Và thời điểm đó thì bản thân Thủ tướng cũng không hề giấu giếm ý định bán căn nhà đầu tư của mình trong 9 năm qua. Nhưng mà người thuê nhà khi đó là được thông báo rằng là anh ta có 3 tháng để chuyển đi, thì anh đã công khai trên các cái báo chí rằng việc anh phải rời khỏi cái ngôi nhà đó là hoàn toàn không mong muốn. Người thuê cũng hy vọng sử dụng cơ hội này như một cơ hội để thu hút sự chú ý của chính phủ cũng như giới chức trách các cấp chính quyền đến hoàn cảnh khó khăn của những người thuê nhà trên khắp Sydney do thị trường cho thuê bị thắt chặt và thiếu các biện pháp bảo vệ, các quy định khiến có cái sự mất cân bằng giữa quyền lực của chủ nhà với người đi thuê nhà. Thêm vào đó, nó cũng trùng với kế hoạch trị giá 6 tỷ 200 triệu đô la mà chính phủ lao động đưa ra nhằm giảm bớt cái tình trạng thiếu nhà ở và tài trợ thêm cho các dịch vụ nhà ở xã hội và người vô gia cư. Nhưng người ta hiểu rằng là cái ngôi nhà này có nội thất khá hiện đại, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, phòng học riêng biệt và khu sinh hoạt ăn uống mở khiến cho người thuê không muốn chuyển đi. Hơn nữa, anh ta cũng đang được hưởng giá thuê rất thấp, thấp hơn nhiều so với thị trường ở khu vực đó. Thủ tướng Albanese thì đã cho thuê ngôi nhà trước cái thời đại dịch COVID-19 với giá là 880 đô la một tuần. Nhưng mà trong cái thời đại dịch thì ông đã hạ giảm cho cái người thuê này xuống chỉ còn là 680 đô la mỗi tuần và giữ nguyên cái mức giá đó cho đến hiện nay. Vụ việc đã gây lùm xùm, tạo ra rất nhiều những cái bình luận không hay cho thủ tướng, khiến cho đích thân ông cũng phải lên báo đính chính rằng ông là chủ nhân hợp pháp của ngôi nhà, không làm gì sai cả và chỉ muốn bán ngôi nhà đó mà thôi. Sau đó thì người thuê cũng đã phải cố gắng lên tiếng dập tắt những cái lời chỉ trích rằng là ông đang cố làm cho thủ tướng xấu hổ. Anh ta đã chuyển đi đúng thời hạn, thuê một căn hộ gần đó và ngôi nhà của thủ tướng sau đó cũng đã được đại lý bất động sản niêm yết ra để bán. Được biết, 9 năm trước thì Thủ tướng Albanese mua cái ngôi nhà 2 tầng này sau khi kết hôn với người vợ đầu. Nay ông bán đi khi ông và người tình là cô Jodie Hayden cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch đám cưới vào năm sau. Ngoài ra, chưa biết căn nhà kết cục sẽ bán được giá bao nhiêu, nhưng mà giá khởi điểm là 1 triệu 900 ngàn đô la, được cho là cũng là đem lại một khoản lời đáng kể cho Thủ tướng, bởi vì 9 năm trước ông mua căn nhà này với giá chỉ là 1 triệu 175 ngàn đồng. Vâng, thưa quý vị, còn tại New South Wales thì nhà cứu hỏa RFS cảnh báo về mức khói mù dày đặc đang ảnh hưởng đến một số khu vực ở thành phố Sydney khi mà lính cứu hỏa tiến hành một loạt các vụ đốt cỏ nhằm giảm hạ nguy cơ cháy rừng ở các vùng ngoại ô phía Bắc. Các hoạt động đốt cỏ ngược này được coi là vô cùng quan trọng và đã được tiến hành ở phía Bắc Sydney vào hôm qua thứ Tư, tạo ra khói mù dày đặc bao phủ một số khu vực của thành phố. Vào lúc 5 giờ chiều thì Sở Cứu hỏa New South Wales đã công bố cảnh báo cho người dân rằng khói có thể kéo dài đến ngày hôm nay thứ Năm. Nhiều người dân Sydney thức dậy vào sáng nay vì ngửi thấy mùi khói và khói đã bao phủ một số vùng ngoại ô trong nhiều giờ. Báo cáo này được đưa ra sau khi Hội đồng Cơ quan Cứu hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp AFAC công bố triển vọng cháy rừng theo mùa cho mùa xuân năm 2024. Trong đó cảnh báo về nguy cơ cháy rừng gia tăng ở các khu vực rộng lớn của Queensland, Victoria, cũng như khu vực đông nam của Nam Úc và phần lớn lãnh thổ phía Bắc. Cảnh báo này đã được đưa ra sau khi nước Úc đã chứng kiến nhiệt độ cao bất thường trong tháng 8 vừa qua, khiến cho nguy cơ cháy rừng gia tăng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay tập đoàn Night Entertainment bất ngờ thông báo rằng là ông Miles Nebel sẽ từ chức giám đốc điều hành rời công ty truyền thông này vào ngay cuối tháng này. Theo thông báo gửi đến thị trường chứng khoán thì ông Snebby cùng với hội đồng quản trị cho biết họ coi đây là cái thời điểm thích hợp để chuyển giao quyền lãnh đạo sau những cái đóng góp to lớn của ông Snebby cho đài số 9 suốt một thập kỷ qua. Và thay thế vị trí của ông thì là giám đốc tài chính và chiến lược của công ty là Matt Stanton sẽ tạm thời đảm nhiệm cái vị trí CEO của đài kể từ ngày 1 tháng 10 tới, trong khi công ty tìm kiếm một người chủ mới.
Sự ra đi của giám đốc điều hành diễn ra vào cái thời điểm đầy khó khăn trong ngành truyền thông của Úc Châu sau một loạt các cuộc cải tổ và sa thải tại công ty News Limited và đài số 7 trong những tháng gần đây. Và vào cuối tháng 8 vừa rồi thì ngay đài số 9 cũng đã công bố báo cáo tài chính năm, cũng đã tiết lộ là doanh thu giảm tới 3% xuống chỉ còn 2 tỷ 600 triệu đô la. Và lợi nhuận dòng sau thuế và cổ đông cũng giảm tới 28% xuống chỉ còn là 189 triệu đô la. Và kết quả kinh doanh sụt giảm của công ty cũng diễn ra sau nhiều tháng hỗn loạn nội bộ, với việc hiện nay công ty cũng đang phải đánh giá lại cái văn hóa làm việc sau những cái cáo buộc nghiêm trọng về quấy rối tình dục, bắt nạt và có những cái hành vi không phù hợp tại nơi làm việc được công bố vào tháng 6 vừa rồi. Và sự ra đi của ông Sneeby cũng diễn ra chỉ vài tháng sau khi mà chủ tịch tập đoàn là ông Peter Costello cũng đã từ chức vào tháng 6 sau một cái cuộc ẩu đả với một nhà báo New Corps tại một sân bay ở Canberra được phanh phui. Và cũng vào tháng 6 thì tập đoàn số 9 cũng đã tuyên bố là sẽ sa thải tới 200 nhân viên, gần một nửa đến từ mảng sản xuất và 38 người từ mảng tin tức truyền hình thời sự và số còn lại là phụ trách trong cái mảng kỹ thuật của đài. Vâng thưa quý vị, còn trong đời sống hàng ngày thì dữ liệu mới cho thấy là gần 50% người Úc đã không sử dụng kem chống nắng hoặc là các biện pháp bảo vệ da khi mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nghiên cứu do Tổng nhà thống kê ABS thực hiện với sự hỗ trợ từ Hội đồng Ung thư đã xem xét các hành động bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời của hơn 8.500 người từ tháng 11 năm 2023 cho đến tháng 2 năm 2024. Kết quả cho thấy là phụ nữ thường có hành động bảo vệ da cẩn thận hơn nam giới, chẳng hạn như thoa kem chống nắng hoặc là đội mũ rộng vành. Nghiên cứu này cũng cho thấy là trình độ học vấn và thu nhập cũng đóng vai trò quan trọng trong cách bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Những người có bằng cử nhân trở lên thường có nhiều biện pháp bảo vệ da hơn so với những người chỉ học hết lớp 11. Chủ tịch Ủy ban Ung thư da quốc gia của Hội đồng Ung thư, giáo sư Ann Kurtz, cho biết là nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều người Úc vẫn chưa được an toàn khi ra nắng. Giáo sư Ann Kurtz hy vọng là cư dân Úc sẽ đưa việc sử dụng kem chống nắng vào thói quen hàng ngày, mục đích là để bảo vệ da khỏi phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, là nguy cơ gây nên tình trạng ung thư da rất cao tại Úc. Theo Viện Y tế và Phúc lợi, thì nước Úc có tỷ lệ ung thư da cao nhất thế giới, với gần 19.000 người ước tính được chẩn đoán mắc bệnh ung thư da trong năm nay. Hội đồng Ung thư đang kêu gọi người Úc sử dụng cả 5 hình thức chống nắng khi tia UV từ 3 trở lên. Điều này bao gồm việc mặc quần áo bảo hộ, thoa kem chống nắng phổ rộng, chống nước SPF 50 hoặc là SPF 50+, đội mũ rộng vành, tìm bóng râm và đeo kính râm. Vâng thưa quý vị và các bạn, còn tại tiểu bang Nam Úc thì dân biểu và cũng là cựu lãnh đạo của Đảng Tự do David Speer đã xin nghỉ phép vì lý do sức khỏe. Lý do thì ông đưa ra là như vậy, nhưng mà việc ông nghỉ họp quốc hội diễn ra sau khi một đoạn video ghi lại cảnh ông hít bột trắng tại nhà được công bố trên truyền thông. Cụ thể thì cựu lãnh đạo Đảng Tự do hôm nay đã đưa ra một cái tuyên bố cho biết là mấy ngày qua ông cảm thấy vô cùng đau khổ và cũng cảm thấy cực kỳ dễ bị tổn thương và nguy hiểm, nên phải dành thời gian để tập trung cho sức khỏe và tinh thần của mình cũng như bất cứ người nào khác. Tuyên bố cũng cho biết là ông đang được các cái chuyên gia y tế chăm sóc sức khỏe và hiện nay đang nghỉ phép vì lý do sức khỏe. Việc ông David Speer nghỉ phép chỉ một ngày sau khi là có cái cảnh quay video và ảnh của ông được tập đoàn News Corp công bố hôm qua. Đoạn video dường như cho thấy là cựu lãnh đạo Đảng Tự do Nam Úc đang hít bột trắng, được cho là quay lúc 4 giờ sáng ngày 30 tháng 6 tại nhà riêng của ông ở khu vực Kingston Park. Bảo vệ cho cựu lãnh đạo thì lãnh đạo Đảng Tự do Nam Úc hiện nay mới thay thế ông Speer làm lãnh đạo vào tháng trước thì cũng cho biết là ông Speer đã khẳng định rằng là ông đang bị cuốn vào một trò lừa bịp kỹ thuật số và cái đoạn video đó hoàn toàn là video giả mạo đã bị chỉnh sửa. Chính phủ lao động Nam Úc thì hôm nay cũng đặt câu hỏi là tại sao ông Speer không chuyển đoạn video cho cảnh sát để điều tra nếu mà nghi rằng đó là cái đoạn video bị làm giả. Vâng thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Lily và chị Đinh Nhung xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm báo thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào.